Mình là PTA và chào mừng các bạn đến với kênh PTA Let's Go. PTA đang có mặt ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Và PTA đang đứng trên một cái con đường đặc biệt. Cái con đường này là ranh giới giữa hai xã. Bên phải của PTA đó là xã Vĩnh Tiến, và bên trái của PTA đó là xã Vĩnh Lộc. Phía đây là hướng Bắc, và ngay trước mặt của PTA là hướng Nam. Đây là hướng Tây và đây là hướng Đông. Và ở tại khu vực này là cái vị trí giao cắt nhau của hai con đường. Các bạn có thể thấy đây là một con đường thẳng ở đây, và có một con đường cắt ngang từ kia đi qua bên đây. Và người ta đang đứng ở tại một cái ngã tư là vị trí trung tâm. Mà nếu các bạn để ý thì khi camera quay thì các bạn sẽ nhìn thấy phía xa kia đó là một cái cửa thành rất là lớn bằng đá to đồ sộ. Và xin thưa các bạn, người ta đang đứng ở ngay vị trí trung tâm của thành nhà Hồ, một công trình kiến trúc cực kỳ độc đáo, một công trình thành quách lớn và độc nhất vô nhị ở tại Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá thành nhà Hồ tại Thanh Hóa. Ở ngay tại vị trí chính giữa giao cắt của cái con đường chính giữa trung tâm ở trong phía trong của thành nhà Hồ thì có một cái biển chỉ dẫn, và các bạn có thể đến đây, các bạn sẽ nhìn thấy rất rõ các cái chỉ dẫn. Ví dụ ở đây là cổng Bắc, là hướng ra kia là cổng Bắc. Ở đây sẽ chỉ cho chúng ta là có cổng Nam, là chính là cái cổng lớn nhất là cổng phía Nam. Cái thành này mặt chính của nó quay về hướng Nam, cổng phía Nam là cổng lớn nhất, và chúng ta có thể quan sát dễ dàng nhất, rõ ràng nhất, đó chính là cổng phía Nam của kinh thành, gọi là kinh đô phía Tây hay là Tây đô. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến khu vực này. Và hiện tại thì PTA đang đứng ở ngay tại cổng phía Nam của thành nhà Hồ. Ngay phía sau của PTA đó chính là cổng Nam của thành nhà Hồ các bạn. Và mới chợt nhìn ban đầu thì PTA cứ tưởng là đây là một cái công trình vừa được xây dựng đây thôi, bởi vì các cái phiến đá ở kia thấy mình thấy còn rất là mới. Tuy nhiên các bạn ạ, cái cửa này, cái thành nhà Hồ này và cái cửa Nam này là một cái cửa lớn nhất trong thành nhà Hồ, đã được xây cách đây 6 thế kỷ vào năm 1397. Và điều đặc biệt hơn nữa các bạn ạ, là thành nhà Hồ chỉ được xây dựng trong vỏn vẹn 3 tháng, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 1397 là hoàn tất toàn bộ cái công trình thành nhà Hồ này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến gần hơn với cái cửa Nam, là cái cửa lớn nhất bao gồm 3 cái cửa, đó, 3 cái lối vào. Bây giờ chúng ta cùng tiến vào nha. Ở trong đây lồng lộng gió và nó rất là hút gió. Và bây giờ thì PTA đang ở phía trong của thành nhà Hồ rồi, phía trong một cái cổng chính. Đây là cổng chính để đi vào thành nhà Hồ. Và PTA có thể nhìn thấy ở đây, sờ ngay ở đây là những phiến đá rất là lớn. Những phiến đá này phải đến là 2 này, 3 này, 4 này, 4 gang tay của PTA, tức là khoảng gần 1 mét này các bạn. Và các bạn đã, nó dài phải hơn, nó dài phải 1m2 đến 1m5 các bạn. Và ở đây thì PTA thấy cũng là được chết rất ít vôi. Cái này chắc chỉ là vôi và mật thôi các bạn. Bên đây cũng thế các bạn, có những cái phiến đá mà ta đang nhìn thấy, một số cái phiến đá ở đây các bạn rất là dài, dài đây phải đến 2 mét. Những phiến đá này dài khoảng 2 mét nha các bạn. Đó, và những phiến đá này theo thông tin mà ta biết là nó nặng đến khoảng 3 đến 9 tấn các bạn, rất là nặng. Và ở đây ta còn nhìn thấy là nó không có một tí vôi nào hết, tức là nó được ghép lại. Và chúng ta sẽ nhìn lên cái mái vòm ở phía trên, các bạn nhìn thấy không? Toàn bộ những phiến đá này được ghép lại mà không cần vôi vữa. Và đến bây giờ thì thành nhà Hồ đã được 6 thế kỷ, từ năm 1397 đến nay đã là 6 thế kỷ rồi.
Và các bạn nhìn thấy một công trình với 6 thế kỷ, một công trình hoàn toàn bằng đá vẫn tồn tại 6 thế kỷ, thể hiện được tài năng kiến một cái kiến trúc xây dựng, một cái nghệ thuật xây dựng của những người xưa. Đây là mặt chính nam của thành nhà Hồ, và camera của chúng ta đang đứng từ phía nam để nhìn vào, tức là nhìn ra phương hướng bắc, thì đây là toàn bộ, đây là cái toàn bộ cái mặt nam của thành nhà Hồ các bạn ạ. Và cái cửa nam này các bạn, thì các bạn có thể nhìn thấy một cái cổng thành với 3 lối vào, và chiều dài là hơn 33 mét, chiều cao là gần 10 mét, 9.95 mét rồi, và chiều rộng các bạn là 15 mét các bạn. Và toàn bộ ở đây thành cũng như là cổng thành cũng như là tường thành đều được ghép lại bằng những cái khối đá rất là lớn, có những khối đá nặng 20 tấn các bạn, thông thường từ 10 đến 20 tấn và được ghép lại, và chỉ trong có vỏn vẹn 3 tháng từ tháng 1 đến tháng 3 năm 1397 thì toàn bộ cái công trình này bao gồm cửa nam là cái cửa mà chúng ta đang đứng và xem đây, cũng như là 3 cái cửa còn lại đông, tây và bắc đều được hoàn thành cùng với hệ thống tường thành bao quanh chỉ trong vòng 3 tháng trời. Và người mà chỉ huy để xây dựng cái công trình này, người ra lệnh công trình này đó chính là một người rất là nổi tiếng, đó là Hồ Quý Ly. Và bây giờ thì hãy cùng Pota đi lên phía trên của tường thành phía nam này nha các bạn. Tường thành phía nam này cao 9.5 mét, chúng ta cứ coi là 10 mét ha. Và bây giờ thì chúng ta đi lên đã, và ta có nhìn thấy một cái con đường bé bé để có thể đi lên được. Cái này có một con đường đi lên mặt thành. Ra lên trên chỗ này các bạn, đây là một đường đi lên. Đây có cái cầu thang để chúng ta dễ dàng đi lên. Protea đang đứng ở phía trên, phía trên của cái cổng thành đó các bạn. Và đây là cổng phía nam, một cái mặt phẳng nha các bạn. Và đây thì được lắp những cái đá vuông. Đây các bạn, chúng ta sẽ tìm hiểu. Ở đây có một cái biển để chúng ta có thể tìm hiểu về vị trí địa lý và phong thủy của thành nhà Hồ này. Thành nhà Hồ đã được công nhận là di sản văn hóa của thế giới nha các bạn. Bởi vì thành nhà Hồ ấy, thì hiện nay là một trong những cái tường, những cái thành hiếm hoi bằng đá, không chỉ ở Việt Nam mà là trên toàn thế giới, thì đây là cái thành hiếm hoi còn lại bằng đá nha các bạn. Còn nếu ở Đông Nam Á thì thành nhà Hồ là cái thành duy nhất còn lại ở Đông Nam Á, là một cái thành bằng đá nha các bạn, đã duy nhất ở Đông Nam Á nha các bạn. Do đó chúng ta mới thấy là chúng ta đang đứng ở một cái vị trí là một cái di sản. Ở trên nóc của cái tường thành này các bạn, cái tổng thành này thì có một cái bản đồ toàn bộ cái địa lý, cái vị trí địa lý phòng và phong thủy của thành nhà Hồ. Thì trên đây ấy, đây là khu vực mà chúng ta đang ở phía trong, đây là khu vực của thành nhà Hồ ở phía này là các bạn nhé. Thì các bạn nhìn thấy cái vị trí mà bàn tay mình đang chỉ này, thì đây là cái con đường lúc nãy chúng ta đứng ở phía giữa đây này các bạn này đó. Và Pota giới thiệu cho các bạn ngay đầu video clip á, thì Pota đang đứng ở phía giữa ở đây, thì đây là xã Vĩnh Long, đây là xã Vĩnh Tiến. Như vậy chúng ta đang đứng ở cửa nam
đây là cửa nam, nó ở nằm vị trí này các bạn. Đó, và đây là cửa bắc, đây là tây và đây là đông. Đó, và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, ở trên đây này, là nó có một cái hào xung quanh, là cái hào rộng đến 50m các bạn. Và ở cái hướng bắc á, là hướng hướng ra sông Mã này các bạn này. Đó, đây là sông Mã ở phía đây. Đúng không? Đúng rồi, sông Mã ở phía đây, phía bắc. Đó, và phía nam là hướng hướng về đây. Ở đây có dòng sông Bưởi, ở đây là sông Mã ha các bạn. Ở đây có một cái vị trí nữa là số 9, là số 9 đó chính là tế đàn. Đây được gọi là tế đàn Nam Giao. Đây là một cái vị trí, một cái công trình đang còn nguyên nha các bạn. Bốn cửa của ngôi thành này nằm ở bốn hướng chính diện, đông tây nam bắc. Tức là khi mà ta đang đứng ở tại vị trí này, đó là đứng trên cái cổng thành phía nam, là hướng chính diện nam nha các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến khu vực của cái tường thành, chúng ta sẽ xem cái kiến trúc của khu vực tường thành này nha. Đứng ngay ở đây thì bà ta có thể dễ dàng quan sát, đó là đây là cái tường thành được đắp này các bạn. Và ở chỗ này chúng ta quay xuống đây, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy tường thành ở phía ngoài là những cái khối đá. Đó, tất cả đây là bằng đá này các bạn. Và những cái khối đá này như quan sát cũng phải dài đến khoảng 1 đến 2 mét đấy các bạn. Và ở phía trong là đất. Và phía trên là nó còn cao lên nữa, nhưng mà qua thời gian thì các bạn thấy bây giờ nó đã thấp đi rồi. Nhưng mà hồi xưa ấy, thì chắc chắn cái tường thành nó phải cao đến đến cả cái mép thành này luôn này, mép của cái cổng này luôn. Đó, nó rất là cao nha các bạn. Đó, và đây là cái cách mà ngày xưa những tiền nhân xa xưa nó bảo vệ kinh thành bằng những cái tường thành như thế này. Và đó là cái cách bài trí, cách bố trí về mặt quân sự để bảo vệ cho chính quyền, để bảo vệ cho kinh đô. Bây giờ thì Pate đang nhìn vào phía trong này, thì các bạn nhìn thấy phía xa ở phía kia, đó chính là cửa bắc. Từ đây đến cửa bắc, tức là từ cửa nam này mà đi đến cửa bắc đó là 870m. Bên kia là cửa đông, sang cửa tây ở bên đây là 883m. Và tòa thành này được xây dựng theo hình chữ nhật và vuông vắn. Ở ngay chính giữa là cái con đường mà lúc nãy mà Pò Ta đang đứng ở đó các bạn. Thì nó có hai cái con rồng. Và theo Pò Ta biết được ấy, thì chỗ đó hai cái con rồng đó chính là chính điện. Bởi vì cái chỗ hai con rồng đó chính là cái bậc thềm để đi lên chính điện. Một công trình kiến trúc quân sự rất là đặc biệt, hoàn toàn bằng đá như thế này, và với những cái khối đá mà nặng đến 10 đến 20 tấn và hoàn toàn được ghép lại với nhau. Một công trình rất là đồ sộ, chỉ xây dựng trong khoảng 3 tháng và nó đã tồn tại ở đây 600 năm rồi các bạn. Những gì chúng ta đang nhìn thấy đã được tồn tại 600 năm, thể hiện một cái trình độ và thể hiện một cái kỹ thuật xây dựng rất là tiến bộ, rất là cao lúc bấy giờ. Thì trước mặt của chúng ta đó chính là cổng nam. Đây là cái cổng chính của thành nhà Hồ với ba cái cửa vào cổng. Và hiện tại thì PTA cùng với anh Thành Camera đang đứng ở phía trên của cái cổng thành phía nam này. Và các bạn đang nhìn thấy là cổng thành này rất là cao và to lớn, là cái cổng lớn nhất ở thành nhà Hồ các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến lại gần hơn. Cổng thành này cao 9,5m các bạn, là gần 10m các bạn. Và được làm hoàn toàn bằng đá nha các bạn. Và có những cái tảng đá rất là lớn được ghép lại để tạo thành cái tường thành này. Và ngay phía sau đó chính là chúng ta đang nhìn thấy một con đường. Đây là con đường sẽ đưa chúng ta đi đến cái cổng thành phía bắc.
Và bây giờ chúng ta sẽ bay trên con đường này. Trên con đường này á, thì chúng ta đang tiến đến ở vị trí trung tâm của Thành Nhà Hồ. Thành Nhà Hồ được xây dựng theo cái kiến trúc là theo cái hình chữ nhật và có bốn cửa là Bắc, Nam, Đông và Tây. Hiện tại chúng ta đang tiến đến một cái vị trí đó là chính giữa, và ở tại đây các bạn có thể nhìn thấy ngay trước mắt của chúng ta rất là gần đó, đó là một cái cặp rồng. Nó chúng ta nhìn cái như này, chúng ta nhìn nó giống như là hai cái lan can của một cây cầu, nhưng đây không phải các bạn, đây chính là một cái cặp rồng đó các bạn đó. Và ở đây là một cái cặp rồng dài hơn 3 mét. Đây, chúng ta đang ở phía trên của cặp rồng này rồi, các bạn có thể nhìn thấy ở đây ha. Thì Pata sẽ bay xung quanh cái cặp rồng này cho các bạn cùng xem nhé. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây là cái cặp rồng và chúng ta đang bay ở phía trên của cái cặp rồng này nha các bạn. Các bạn sẽ hỏi Pata ngay là không biết là tự nhiên ở chính giữa một cái con đường này nó có một cái cặp rồng này có ý nghĩa là gì. Thì Pata cũng sẽ giải đáp ngay cho các bạn ngay bây giờ luôn đây. Ở chính giữa của cái con đường này, đây không phải là hồi xưa các bạn, đây không phải là cái con đường thẳng như thế này đâu, mà đây là đường đi vào chính điện các bạn ạ. Và cái cặp rồng này các bạn là nó nằm phía trước của chính điện luôn. Và khi chúng ta đi vào cửa nam, tức là chúng ta đi vào chính điện, và để mà đi lên chính điện á thì sẽ phải qua cái cặp rồng này các bạn. Và đây cũng chính là cái lối vào của cặp rồng. Và đây cũng chính là cái lối vào của chính điện các bạn nhé. Bây giờ thì chính điện của chúng ta là không còn tồn tại ở đây nữa rồi, bởi vì nó đã bị phá hủy rồi các bạn. Thì mình không biết là do giặc Minh phá hủy hay là như thế nào, nhưng mà hiện tại thì chúng ta chỉ còn nhìn thấy là cặp rồng mà thôi. Và ngay phía trước của chúng ta là một cái ngã tư, thì đây là cái vị trí trung tâm. Cái ngã tư này á, là trước đây là vị trí trung tâm và cũng là chính điện của Thành Nhà Hồ. Và đối diện với cửa nam đó chính là cửa bắc mà chúng ta đang nhìn thấy ở phía xa kia. Còn bên tay phải thì Pata đang sẽ cho flycam quay qua bên tay phải của chúng ta, để các bạn chúng ta sẽ đi tham quan và đi khám phá tất cả bốn cửa của Thành Nhà Hồ luôn nhé các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho flycam tiến ra khu vực phía đông. Đến tay phải, đi từ cửa nam vào thì tay phải của chúng ta đó chính là cửa đông. Cửa đông, flycam của chúng ta đang tiến ra cửa đông của thành. Và chúng ta đang nhìn thấy ở phía ngay trước mặt của chúng ta, phía trước đó chính là một cái cửa có một cái mái vòm cong cong. Các bạn có thể dễ dàng nhìn ra ha. Đó, một cái mái vòm cong cong ở phía kia đây các bạn. Hôm nay trời khá là gió nên flycam của chúng ta nó bay nó hơi nghiêng một chút xíu. Và hiện ra trước mắt của chúng ta là một cái cổng. Ở đây chỉ có một cái lối đi vào mà thôi, và một cái cổng vòm hai bên thì bằng phẳng hơn. Và đây là cửa phía đông. Từ chính diện, cái điểm chính giữa của thành mà đi ra cửa phía đông này nó rơi vào 440m hả các bạn. Bởi vì chiều dài của cái thành này là theo hướng đông tây là 880m. Đó, và đây là cửa phía đông và chúng ta đang nhìn thấy rất rõ cửa phía đông. Và chắc chắn là Pata sẽ là người đầu tiên sẽ bay toàn bộ bốn cửa thành này cho các bạn, để cho các bạn cùng tham quan và khám phá nha. Và chúng ta đang bay là ở cửa phía đông nha các bạn. Các bạn đang nhìn thấy như thế. Rồi, từ cửa phía đông này chúng ta sẽ men theo cái bức tường thành để chúng ta sẽ đi khám phá toàn bộ cái khu thành Nhà Hồ, thành một cái ngôi thành cổ và đặc biệt. Và các bạn đang nhìn thấy là toàn bộ cái khu vực tường thành hiện tại vẫn đang còn ở đây. Và mặc dù là qua nhiều cái thời gian thì nó đã bị hao mòn rồi, nó bị mài mòn rồi đúng không ạ? Và nó đã thấp đi hẳn, nhưng mà các bạn đang nhìn thấy là vẫn là một cái bức tường bằng đất. Thì cái kiến trúc để xây dựng cái toàn bộ cái thành này các bạn là được xây dựng bằng là đế thì bằng đá, tức là bên tường thành thì bằng đá các bạn, và phía trong là đất nha. Chúng ta đang bay trên cái tường thành phía đông. Và từ
cái tường thành phía đông này chúng ta sẽ tiến ra khu vực của cái cổng thành phía bắc mà lúc đấy là chúng ta đã nhìn từ phía xa đó các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bay ra cái cổng thành phía bắc nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến gần đến với cái cửa thành ở phía bắc, nơi đối diện với cái cổng thành phía nam mà Pattaya đang là đứng ở trên đó để thực hiện cái chuyến bay này để cho chúng ta cùng tham quan. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tham quan toàn bộ thành nhà hồ ở bốn phía luôn các bạn. Trước mặt của chúng ta đó chính là cái cổng phía bắc của thành nhà hồ. Thì Pattaya sẽ bay nhanh ra đây để cho các bạn cùng tham quan. Đó, chúng ta cùng khám phá cái cổng đi vào này. Thì các bạn cũng có thể thấy, nhìn thấy rất là rõ là cái bức tường này nó vẫn đang còn đúng không? Và đây là một cái thành phía bắc này thì nó có cái mặt bằng. Đó, nó ở phía trên các bạn nó giống như là cái thành phía tổng thành phía nam này, nhưng nó chỉ khác một cái thôi. Chúng ta sẽ bay theo chiều này đi để chúng ta sẽ nhìn nó rõ hơn nhá. Thì các bạn đang nhìn thấy rằng là ở cái cổng thành phía bắc thì nó giống như tổng thành phía nam, tuy nhiên nó chỉ có một lối ra vào thôi các bạn. Đó, đang ở trước mắt của chúng ta đây, đúng không ạ? Thành nhà hồ các bạn, tất cả những cái công trình như là cổng thành, rồi tường thành và các cái cung điện đấy các bạn thì chỉ được xây dựng trong vòng 3 tháng thôi các bạn. Và tức là những cái công trình chính ấy thì được xây dựng trong vòng 3 tháng và những cái công trình còn lại, một số công trình còn lại thì xây dựng trong vòng 2-3 năm tiếp theo các bạn. Và đến năm 1400, tức là chỉ sau 3 năm khi mà xây dựng cái thành này thì vương triều nhà Trần lúc đấy đã suy yếu lắm rồi và Hồ Quý Ly đã chiếm ngôi và lên ngôi làm hoàng đế và chọn thành nhà Hồ là cái kinh đô. Và đây được gọi là Tây Đô ha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục bay từ cái cổng thành phía bắc và chúng ta sẽ tiến ra cái cổng thành phía tây. Đó, chúng ta sẽ đi lên cổng thành phía tây. Thì cái tường thành ở cổng thành phía tây này thì bọn ta đang nhìn thấy rằng là nó không còn được cao như là cái tường thành phía đông. Đó, và nếu các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy là ở đây á, phía ngoài của cái bức tường thành nó có một cái sông, đúng không? Thì trước đó khu vực này đó chính là con hào á các bạn. Là cái con hào này theo thông tin Pattaya được biết nó rộng đến là 50 mét, nó giúp để bảo vệ cho toàn bộ cái kinh thành. Và một cái con hào 50 mét thì các bạn biết là một con hào nó bằng nước mà, nó là nước thì để tấn công các bạn thì rất là khó để mà có thể tấn công vào trong cái khu vực thành này. Và do đó người ta nói rằng là thành nhà Hồ là một công trình kiến trúc, một công trình quân sự, kiến trúc quân sự mang tính phòng vệ rất là cao. Và theo lịch sử ấy các bạn, rất là khó để quân nhà Minh có thể tấn công vào thành của nhà Hồ. Và thực tế là họ đã không thể tấn công được các bạn. Và chỉ họ đã phải chọn một cách duy nhất thôi là bao vây thành. Đó. Và bao vây thành đến mức độ là tức là Hồ Quý Ly cũng không có đầu hàng đâu, nhưng mà khi mà bao vây thành ấy, thì các bạn biết đấy, bao vây thì rất nhiều thời gian thì sẽ phải hết lương thực. Và chỉ khi hết lương thực rồi ấy, các bạn thì cuối cùng thì Hồ Quý Ly cùng với quan quân nhà Hồ đó phải đầu hàng và kết thúc cái triều đại của mình sau 7 năm cai trị các bạn, 7 năm trị vì. Bây giờ thì trước mặt của chúng ta đó chính là cái cổng thành phía tây. Đó, một cái cổng thành giống như cổng thành phía đông vậy. Cũng là một cái cổng thành với một cái mái vòm. Và ở đây thì các bạn nhìn thấy cái bức tường thành nó lại còn rất nguyên vẹn. Bởi vì các bạn có thể nhìn thấy rằng là bức tường thành ở đây các bạn này, thì nó đang là còn có cái chiều cao bằng với cái cổng thành luôn. Và các bạn đang nhìn thấy là cái kiến trúc nó nguyên vẹn ha. Nó còn nguyên bản, tức là nó đang còn được giữ gìn rất là tốt ở tại khu vực này các bạn. Đó, và có lẽ ở cổng thành phía tây này á, là cái tường thành phía tây này là cái tường thành mà nó còn giữ được cái độ cao tốt nhất đấy các bạn, bởi vì mình thấy là nó đang bằng luôn cả cái cổng luôn đó các bạn. Rồi, flycam mình đã báo hết pin nhưng mà mình vẫn sẽ tiếp tục bay để mà review cho các bạn ha. Và chúng ta đang bay ở phía trên của cái cổng thành phía tây của thành nhà Hồ.
thì các bạn cũng nhìn thấy rằng là cổng thành phía Tây này cũng được ghép bằng những cái khối đá rất là lớn đó và tạo thành cái cổng thành. Ta sẽ bay từ cái cổng thành phía Tây này bay ra và bay đi vào cái khu vực chính điện nhé, tức là khu vực chính điện, khu chính giữa của thành các bạn. Thì các bạn sẽ nói là một cái độ cao chỉ khoảng chừng vài mét như thế này thì làm sao mà bảo vệ được kinh thành. Thì các bạn ạ, do thời gian đó các bạn, thì các bạn thấy rằng là đất nó đã bồi đắp lên, chứ mà trước đây ấy, với một cái tường thành cao như ấy, hiện tại bây giờ nó là cao là 90 mét như thế này, thì trước đây nó còn cao hơn nữa. Và đồng thời ở phía ngoài ấy, bây giờ chúng ta không còn nhìn thấy các cái hào nữa rồi, nên là chúng ta không thấy được cái sự nguy hiểm. Nhưng với cái sự phòng vệ bằng cái hệ thống hào và những cái bức tường cao như thế này thì khó lòng mà quân địch có thể tấn công được vào trong thành, và nó tạo ra là một cái hệ thống bảo vệ rất là vững chắc các bạn. Và đồng thời các bạn, là phía ngoài của bốn cái bức tường thành này còn là một cái hệ thống thành bằng núi và bằng núi và bằng tre nữa các bạn. Đó, nên là nó tạo thành hai lớp bảo vệ cho bức tường cho kinh thành, là kinh thành thành Tây Đô hay gọi thành nhà Hồ. Và bây giờ thì Flycam Patea sẽ cho Flycam hướng về khu vực Patea đang đứng, đó chính là cổng thành ở phía nam. Và các bạn cũng đang nhìn thấy rằng là cái bức tường thành ở phía nam này thì nó cũng đã bị xói mòn đi rất là nhiều rồi, qua 600 năm bây giờ nó đã không còn được cao như cũ nữa rồi. Đó, nhưng mà chúng ta vẫn đang còn nhìn thấy một cái hình dáng rất là nguyên vẹn toàn bộ khu vực này. Và đến đây thì Patea sẽ cho Flycam nó sẽ bay xung quanh của khu vực cái cửa nam này nhé các bạn, để chúng ta sẽ có một cái nhìn toàn bộ, chúng ta sẽ có được một cái nhìn toàn bộ về cái cổng thành, và chúng ta cũng có thể nhìn được toàn bộ cái kinh thành ở nhà Hồ ngày xưa. Ở cái góc quay này thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng cái cửa đông, cửa nam, cửa đông này các bạn, và con đường chính giữa đây đang dẫn chúng ta đi ra phía ngoài là cửa, phía trong kia xa xa kia đó chính là cửa bắc, là đối diện với cái cửa nam này luôn ha các bạn. Đó, và Patea đang cho Flycam nó tiến về đang xoay quanh cái cửa nam này để chúng ta có thể nhìn rõ cái công trình kiến trúc rất là độc đáo và thể hiện được cái trình độ mà xây dựng rất là cao của người xưa, của những người nhà Hồ ha các bạn. Đó. Đối với người xưa thì việc xây dựng một cái công trình lớn như thế này và trong một cái thời gian kỷ lục là chỉ có 3 tháng thôi, đó là một trong những cái kỷ lục rồi. Và chính vì lý do đó, với những cái kiến trúc và cái công nghệ cũng như là cái khả năng kỹ thuật xây dựng rất là tiên tiến lúc so với lúc bấy giờ, thì thành nhà Hồ đã được đưa vào là di tích đặc biệt nha, di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam, và đã được công nhận luôn các bạn là di tích văn hóa được UNESCO công nhận. Và mới đây thì chính phủ Hoa Kỳ cũng đã có một cái dự án để mà tài trợ cho cái việc bảo tôn tạo và bảo tồn cái cửa phía nam này của thành nhà Hồ nha các bạn. Đó, và bây giờ thì chúng ta đã bay gần được một vòng xung quanh của cửa phía nam này rồi, và Flycam cũng đã báo là gần hết pin. Vừa rồi chúng ta đã vừa đi khám phá toàn bộ khuôn viên với bốn cái cửa thành ở trong thành nhà Hồ, và các bạn có thể thấy bốn cửa thành hiện tại vẫn đang còn nguyên vẹn với cái kiến trúc được xây cách đây hơn 600 năm rồi nha các bạn. Và hệ thống tường thành tuy bây giờ chúng ta đã nhìn thấy hơn 600 năm thì thời gian đã qua thời gian thì tường thành cũng đã bị xói mòn, nhưng chúng ta còn nhìn thấy được cái hình hài rất là rõ. Còn các cái công trình ở phía trong của thành thì bây giờ đã không còn nữa rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể hình dung ra được đây đó là một cái khu vực này, đó là một cái
độ của nhà hồ. Đây là cái mặt trước, đây là cái mặt trước của thành này. Đấy, những cái khối đá nó quá trời, nó lớn luôn kìa. Có những khối đá quan sát em thấy là hơn 2 mét đấy. Ồ, đây là toàn bộ cái tường thành ở phía nam, nằm cùng với cái mặt của phía nam của thành. Và ở dưới chân đó là chúng ta đang thấy là bằng đá nhá. Đó, chỉ có phía trong là đất thôi. Tường thành đến đây luôn này. Đây là cái tường phía đông. Tường phía đông này đang còn nguyên không? Đó, những cái tường, cái thành cao như thế này cơ mà. Kiên cố nhỉ. Ở đây có một cái sự tích khi mà xây cái thành nhà hồ các bạn. Thì đây là cái cửa thành, đây là bức tường thành phía đông nha các bạn. Rồi, đây, 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 đây. Rồi, chào chào cô. Lên. Cái bộ chú thì người dân gốc ở đây. À, chú ở đây luôn à? Ngày xưa bà cố là thờ cái ở đây, cô trông coi đền ở đây. À, trông coi đền. Tức là ở đây có sự tích như thế nào à? Đông này. À, phía kia đó chính là cái cửa đông kìa các bạn. Đó, cửa đông. Đây là sự tích ông chồng là đây. Cống sinh ở đây là xây bức thành này là cứ xây lên lại sụt cứ chỗ này, cái đoạn này là cái đoạn này đó. Đấy, tức là khi xây là... bức tường thành này rồi. Thì cứ xây lên là xây lên lại sụt. Thế nhà vua lại mới bảo là phản, thế là cái chôn sống chồng ở trên đó, chém đầu luôn, chôn sống, chôn sống, chôn sống trên đấy, mộ mộ ông ấy. Tức là ông chồng của bà nằm ở dưới này, chôn sống ở đấy luôn. Thế vợ nghe tin là chồng bị nhà vua chôn sống, vợ với ra đây và đập đá vào hòn đá này. À, đập đầu vào đá. 10 đầu ngón tay đang còn dấu ấn của vàng này. Chú bà cố với nhà chú là giữ đây. À, trông coi đây. À, cái đấy là có thật như vậy luôn đấy. Có thật. Rồi. Ông cái đó. Tức là chôn sống ông ấy ở đấy luôn. Trên đấy. Đây là cô dẫn đây. Đây. À, cô. Đây là mấy cái hai đang khách đang đi đọc tin. Vâng vâng, bật bóng điện cho sáng. Đây, chị biết đây. Thì anh nghe 10 đầu ngón tay này. À, đấy chị đi. 10 đầu ngón tay, đấy ạ. Đấy này. À, đây là ông chồng của Trần Kiều Cống Sinh. Vâng. Bà là Bình Khương, sau khi ông được giao trọng trách bốn cung thành nhà vua đấy. Vâng. Cửa này là cửa đông. Bốn cung thành nhà vua giao 3 tháng để hoàn thành trách nhiệm. Nhưng trong quá trình thi công có mặt bất ngờ xây đâu thành đổ nữa, tức là vua Hồ cũng quyết định cho phản lại nhà Hồ mang tư sống ông. Bà là Bình Thương là một người vợ, nghe nói chồng quay trái đến thấy chồng chôn sống hai cái mộ đằng sau đấy, tự vẫn đặt đầu vào đá thì vẫn thấy chồng. Chỗ này đây hai bàn tay đây à, đây cái đầu đây. Bình Khương vỗ đá kêu oan, vết tay còn đó muôn ngàn đời sau, trăm năm bia đá vẫn còn, ngàn năm bia đá sắp son một lòng, một người con gái chinh tiết chung thủy với chồng nhất chết theo chồng. Bây giờ hai vợ chồng là một đôi uyên ương về trời. À, xin mẹ ba cái thuốc cho bà Bình Khương đấy. Bà Bình Khương bà này trẻ lắm, vợ chồng, vợ là Bình Khương, ông Trần Công Sinh là chồng, chồng kỹ sư Trần Công Sinh, Trần Công Sinh xây thành đúng không? Đó vì xây cái bức thành mà nó cứ bị đổ hoài và có mạch nước ngầm. Đúng. Vậy nên là ông Hồ Quy Ly mới nói là quy cho phản lại đúng không? Quy cho ông phản lại nhà Hồ. Đây là chôn sống ở đấy luôn. Chôn sống, bắt chôn sống. Wow.
Nên là hôm vừa rồi đấy có phái đoàn ở ở đâu về để chứng minh là khoan đất có đúng phải lún không, họ về khoan đất bị lún được chứng minh là cho ông bị oan trái lún là bị lún đúng không, cho mấy việc đấy nó có cái mạch và có mạch nước ngầm đấy đâu thành gì? Tức là xây đâu thành đổ đó tức là cho ông Thắng là nhà hồ, nhưng mà không phải là như vậy, không phải như vậy, là có cái mạch nước ngầm. Ok, và các bạn chúng ta vừa được nghe cô Lưu cô Vũ Thị Lục là chủ đền bà Bình Khương vừa chia sẻ lại câu chuyện, một câu chuyện oan trái rất là oan của ông Trần Công Sinh, là người một kỹ sư xây thành, và khi xây thành thì cứ đi xây cái tường thành lên thì nó lại bị sụt xuống, và ông Hồ Quý Ly đã quy cho là phản lại nhà Hồ, vậy nên là đã chung sống Trần Công Sinh ở ngay cái thành luôn, các bạn chôn sống trên thành luôn. Và bà vợ là bà Bình Khương thì sau khi nghe tin chồng như vậy thì đến đây nó đập đầu vào cái hòn đá này, và các bạn nhìn thấy đây là một hòn đá rất là to, và không biết là đập đầu như nào, nhưng mà các bạn thấy là đây là hai cái chỗ theo như cô nói, cô Lê nói đây, hai bàn tay như thế này, và đập đầu mạnh đến mức độ mà lõm vô đá như thế này các bạn ạ. Đó, và 600 năm rồi các bạn nhé, 600 năm rồi thì ở đây những viên đá này vẫn đang còn y nguyên như thế này, mộ của ông Trần Công Sinh vẫn đang ở đằng sau của ngôi đền này đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra ngôi mộ của ông Trần Công Sinh các bạn, một kỹ sư. Anh có đâu hai phải ngang ra ngoài đấy chứ? Dạ vâng. Thì ở đây cũng đã có ghi trên đây là các bạn này. Câu chuyện về nàng Bình Khương thì các bạn có thể xem sơ ở đây, xem sơ ở đây các bạn. Ok. Rồi. Và chúng ta hãy tiến vào cái khu vực thành phía đông này nha các bạn. Và ở trên đây các bạn ạ, và ta sẽ đi lên đây. Đây là đây là ngôi mộ của ông Trần Công Sinh. Ông là một cái kỹ sư xây tường thành này các bạn. Và có lẽ ông là quản đốc của cái việc xây thành phía đông này, xây tường thành phía đông này. Vì tường thành xây chỉ trong vòng 3 tháng thôi, nhưng mà ở ngay tại cái vị trí, ở cái tường thành ngay ở vị trí này các bạn, thì nó có một cái mạch nước ngầm, vậy nên là khi mà xây lên thì nó cứ bị sụt xuống đó. Do vậy thì bị ông Hán Thương, tức là ông Hồ Quý Ly ấy, là quy cho phản lại nhà Hồ đó, vậy nên là ông đã cho chôn sống ở tại vị trí này, và bây giờ người dân đang đã lập và sau đó ông đã được lập một cái bia đó, và đây là ngôi mộ của ông, và ông đang bị chôn ở tại vị trí này luôn nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ xem cái vị trí mà khi mà xây lên đó các bạn, thì nó cứ bị sụt, thì các bạn có thể nhìn thấy ngay cái vị trí này các bạn này. Đây, từ cái vị trí bờ ta đang đứng đây cho đến cái vị trí mà các bạn đang nhìn thấy chỗ này, thì nó bị sụt, các bạn thấy không, nó bị sụt xuống luôn như thế này. Thì ở dưới đây các bạn, người ta đã đưa máy khoan đến, người ta khoan, thì ở khu vực này nó có những cái mạch nước ngầm và nó bị sụt lún đó các bạn. Vậy nên là khi mà những cái khối đá lớn như thế này đây đó, những cái khối đá lớn mà đè lên trên đó thì đất nó không chịu nổi thì nó bị sụt xuống, cứ vậy thôi các bạn. Tức là dưới đây chắc có thể là nó có bùn, có đất và nó không chịu nổi cái sức nặng của đá. Những khối đá này có những cái viên đá mà nó nặng đến cả chục tấn, 20 tấn rồi các bạn, nên là đưa nó đặt lên đây thì nó không chịu nổi sức nặng ấy, thì nó mới gọi là gì, nó bị sụt xuống thôi nha các bạn đó. Và tạo nên cái nỗi oan cho ông Trần Công Sinh nha các bạn. Và ở đây cũng có một câu chuyện đó, thì vợ của ông là bà Bình Khương đó, vì nghe tin chồng bị chôn sống như vậy, vì quá yêu chồng và chung thủy với chồng, một lòng với chồng, và rất là đau xót khi mà nghe tin chồng chết, thì bà đã đập đầu vào đá thành một cái vết lõm như vậy. Mình cái này mình nghĩ thôi nhá, không biết có đúng hay không, nhưng có lẽ là sau lúc ông chôn sống thì linh hồn ông đã đỡ cho những cái tảng đá này, thì nó mới vững cái thành này, lúc đó nó mới cái tường thành phía đông này, cái đoạn này nó mới được xây dựng hoàn tất rồi các bạn, có lẽ là vậy. Đi vào cổng đông cái nào. Đây. Nhìn ở trên flycam thì các bạn có thể khó hình dung ra hơn đúng không? Và chỉ nhìn được cái mặt trên. Nhưng mà nhìn ở đây cũng chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái cổng này nó cũng không bé tí nào cả, nó rất là lớn. Và người ta đã nhìn thấy này. Nó đây là một cái vòm. Nè các bạn, đó một cái bãi vòm như thế này. Đó, và được xếp bởi những cái phiến đá, những cái tảng đá lớn nữa các bạn. Đó, các bạn thấy không? Được xếp bởi những cái phiến đá lớn như thế này. Đó, và
hoàn toàn các bạn thấy cái sức nặng của đá các bạn, và với cái kiến trúc và được những cái viên đá được gọt nhũa các bạn, và được sắp lên nhau như thế này, và đã tồn tại 600 năm vẫn đang còn nguyên như thế này đây các bạn. Wow, rất là lớn ha. À, ok, quá trời lớn luôn, 600 năm rồi đấy các bạn, và nó vẫn như nguyên như thế này đây. Và một cái điều đặc biệt đó là tường thành các bạn ạ. Cái tường thành ở phía đông này này, tường thành thì vẫn đang còn nguyên, và nó vẫn cao bằng so với cái cổng đấy các bạn. Đấy, đấy là cái mình thấy là nó còn nguyên vẹn, mà mặc dù 600 năm rồi các bạn. Cái điều đó là có được là bởi vì cái khả năng xây dựng, cái kỹ thuật xây dựng rất là cao, với một cái tiến bộ về cái kỹ thuật xây dựng các công trình về quân sự vào cái thời bấy giờ. Theo bà ta nhìn này thì bà ta có thể đoán là cái việc xây dựng này á, sở dĩ cái tường, những cái khúc tường này nó vẫn là còn tồn tại được sau 600 năm như vậy là bởi vì là phía dưới của nó là cái đế của nó là bằng những cái tảng đá, và nó được bao bọc ở phía ngoài là những cái tảng đá rất là lớn. Do vậy chính những tảng đá này đã giữ được cái sự nguyên vẹn gần như là nguyên bản của thành nhà Hồ. Đôi rồng đá thềm bậc được phát hiện vào năm 1938 tại thành nội cách cổng nam 500m. Theo các nhà nghiên cứu, đôi rồng này là rồng thềm bậc của kinh thành Tây Đô xưa, hay gọi là thành nhà Hồ. Và có thể là hai hiện vật này thuộc thềm bậc của những kiến trúc khác nhau do các kích thước và hình thức không đồng nhất. Và trước đây nó như thế này đây. Đó. Và nó như thế này là các bạn này. Thì người ta phục dựng lại thì người ta, đây là cái hình khối phục dựng nha các bạn. Nó như thế này đây. Đó. Và hai cái rồng, hai cái con rồng này, cái khối đá con rồng này nó đang ở trước mặt của chúng ta đây các bạn. Đang gấp gần của chúng ta. Đây chính là hai cái khối đá. Đó. Ở đây các bạn này. Ở đây thì bà ta đang quan sát là hai cái khối đá này nó khá là đẹp đấy. Với cái hình của con rồng rất là đẹp ở chỗ này. Cực kỳ đẹp này các bạn. Đó, uốn lượn này. À, thấy không? Uốn lượn. Và nó đã tồn tại ở đây 600 năm rồi các bạn. Bên kia cũng vậy nha. Chúng ta qua bên đây. Đây các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy là hai cái khối đá này, cái khối đá này nó chiều dài nó khoảng chừng là 3 mét rồi các bạn. Hơn 3 mét. Tính ra như vậy là hơn 3 mét hả các bạn. Bà ta đang nhìn thấy một cái điều. Ở đây là chỗ này sẽ không có đầu. Có lẽ là cái đầu đã bị tháo bỏ. Thì người dân ở đây người ta nói rằng là theo được như kể lại thôi, bởi vì chuyện này cũng khá là lâu rồi, tức là hơn 600 năm rồi, nhưng người dân người ta truyền tay nhau, người ta nói rằng là khi giặc Minh á mà đi qua đây các bạn, thì mà chiếm tức là đánh xong nhà Hồ thì chiếm nước Việt Nam chúng ta các bạn. Và thì giặc Minh đã chặt đầu hai con rồng này với ý nghĩa là tiêu diệt nhà Hồ và chiếm đất nước của chúng ta. Trong bất kỳ một cái thành, một cái kinh thành lớn nào á, thì là nơi mà vua mà yết kiến các quan á, hay là thiết triều á, thì đó sẽ là cái khu chính điện, hay là nơi vua làm việc á, thì khu chính điện. Tuy nhiên thì bây giờ các bạn đã nhìn thấy hơn 600 năm qua, 600 năm đã trôi qua rồi, và trải qua sau cái thời nhà Hồ là một cái khu, một cái thời kỳ mà nhà Minh đô hộ, sau đó mới đến là thời kỳ nhà Lê, sau đó mới đến lại đến thời kỳ của nhà gì nhờ, nhà Mạc, nhà Nguyễn đúng không, nhà Mạc này, nhà Trịnh này, rồi đến nhà Nguyễn này. Và 600 năm rồi nên là toàn bộ khu vực này bây giờ không còn một cái cung điện nào cả. Đó các bạn, tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn là những cái cánh đồng như thế này thôi. Nhưng trước đây ngay vị trí này với hai cái tảng đá con rồng này, đó nó đã cho chúng ta biết được là ở đây đó là những cái công trình, những cái công trình kiến trúc, những cái cung điện nguy nga tráng lệ ở trong khu vực của thành nhà Hồ này. Thì nhà Hồ hình thành là bởi vì thời đó là nhà Trần đó các bạn, đã suy yếu lắm rồi. Lúc đó là nhà Trần đã ở vào thời kỳ cuối rồi. Và vua tôi nhà Trần đã không còn là chăm lo cho đời sống của người dân. Và dẫn đến cái việc là ở khắp nơi nổi loạn đó các bạn. Và sau đó thì dân thì lại rất là đói. Vậy nên ông Hồ Quý Ly đến năm 1397 thì ông Hồ Quý Ly cho xây dựng, ra lệnh xây dựng cái thành này. Tức là nếu ở Thăng Long là kinh thành thì chuyển Thăng Long thành Đông Đô, Đông Thành nhé các bạn, đó gọi là Đông Đô. Và xây cái thành nhà Hồ này, xây cái thành này được gọi là Tây Đô. Và có ý định là đưa toàn bộ nhà Trần về đây. Và sau đó, và sau 3 năm
thì đến năm 1440 đến năm 1400 thì sau 3 năm thì năm 1400 thì nhà Hồ đã dẹp bỏ nhà Trần đó, và nhà Hồ thành lập và tồn tại được 7 năm cho đến khi bị quân Minh đánh bại. Thành nhà Hồ là một cái công trình mà các bạn đã thấy là tường thành toàn bộ bằng đá. Đó là cái kiến trúc mà độc đáo, rất là độc đáo, không chỉ ở Việt Nam mà toàn Đông Nam Á này thì duy nhất chúng ta còn lại là cái thành nhà Hồ này mà các bạn đang thấy, đang được Bà Ta đang là chia sẻ cho các bạn, thì duy nhất ở Đông Nam Á luôn. Và đây là một trong những di tích văn hóa của UNESCO và được thế giới công nhận là hoàng nha các bạn. Và là cái di tích bằng đá cũng còn sót lại rất hiếm ở trên thế giới này ha các bạn. Một cái công trình rất là kiên cố như vậy, nhưng tại sao nhà Hồ vẫn bị nhà Minh đánh bại? Không phải là vì họ tấn công chiếm được thành, mà bởi vì là họ bao vây thành. Không đánh được thì họ bao vây. Và bao vây 1 năm, 2 năm, 3 năm thì một khoảng thời gian dài thì người ta bao vây toàn bộ, không cho quân ra vào và cũng không cho ở trong đi ra, thì sẽ bị đói. Và chính đó là lý do mà các quân tướng của nhà Hồ đã không chịu nổi nữa và đã mang Hồ Quý Ly đi nộp. Và đó là nguyên nhân làm cho nhà Hồ sụp đổ. Nếu nói về lịch sử thì nhà Hồ còn có một cái vị tướng rất là giỏi, đó là con trai của Hồ Quý Ly, Hồ Nguyên Chừng, là người đã chế tạo thuốc súng và những cái súng thần công cực kỳ giỏi. Và sau khi mà đánh bại nhà Hồ thì Hồ Quý Ly cũng như Hồ Nguyên Chừng không bị giết mà bị đưa về Trung Quốc và kết thúc nhà Hồ ở tại đây. Và chúng ta đã đi nhìn ngắm, đi xung quanh, nhìn ở phía trên các cái bức tường thành, các cái cổng thành, đi xung quanh những cái bức tường thành, được lắng nghe một cái câu chuyện, được biết về một cái câu chuyện rất là cảm động giữa ông Trần Công Sinh và bà Bình Khương, một mối tình rất là chung thủy tuyệt vời của hai ông bà. Và thì đây là di sản văn hóa của thế giới, và chẳng có lý do gì mà người Thanh Hóa, các bạn là người Thanh Hóa, nếu các bạn đang xem video clip này thì các bạn hãy tự hào vì các bạn đang sở hữu trong tay một cái công trình tuyệt vời. Và với Pata thì khi mà về đây và đứng ở tại vị trí này và nhìn về các cái bức tường thành và cái công trình, toàn bộ cái công trình này, thì thấy rằng là nếu mà mình thì mình không biết mình sẽ xây như thế nào. Vậy mà cách đây 600 năm rồi, người ta đã xây thành công và xây một cái thành vững chãi đến mức bây giờ. Lúc đầu của ta đến nhìn cứ tưởng là cái kia là mới xây đó các bạn. Mà đã 600 năm ở đó này các bạn. Và các bạn phải tự hào, các bạn Thanh Hóa các bạn phải tự hào vì các bạn có một công trình tuyệt vời như thế này, có một di tích tuyệt vời như thế này nha các bạn. Và đừng quên là các bạn hãy chia sẻ video clip này để thật nhiều người biết đến thành nhà Hồ ở tại Thanh Hóa. Và đừng quên chia sẻ những ý kiến của các bạn ở phía dưới. Nếu các bạn muốn PTA review ở những đâu thì hãy PM cho PTA hoặc tham gia nhóm PTA Let's Go của PTA nhé. Và cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Hãy đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để tiếp tục đi với PTA trong những hành trình tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.